Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về con giáp Tỵ, người cầm tinh con rắn. Tỵ là trường sinh của Kim, có phần ngạo mạn. Người sinh năm Tỵ, sinh tháng có dần thân Tỵ hợi, là người rất là uyển chuyển, thay đổi theo thời thế. Nhưng tuổi Tỵ sinh tháng Ngọ, Mùi và Tuất là người nóng nảy, ngoan cường, cố chấp, khó khuất phục. Người tuổi Tỵ sinh vào mùa xuân, tức tháng 2, tháng 3, tháng 4, thường là dư, mộc và hỏa, cần kim thủy. Người sinh vào mùa hè, tháng 5, tháng 6, tháng 7, thường là dư, hỏa, cần thủy. Người sinh vào mùa thu, tháng 8, tháng 9, tháng 10, thường là dư, kim và cần mộc. Cuối cùng người sinh vào mùa đông, tháng 11, tháng 12, tháng 1, thường là dư thủy cần hỏa. Nói tóm lại, tuổi Tỵ là hỏa, tùy vào mùa sinh. Tuổi Tỵ, tháng ngày giờ có chữ Ngọ là người có sao hàm trì. Sao hàm trì chủ về đào hoa, nhân duyên, nhu cầu tình dục và ăn nói có duyên. Người có sao hàm trì phù hợp ngành nghề dịch vụ và buôn bán. Tuổi Tỵ ở tháng ngày giờ có chữ Hợi là có sao dịch mã. Sao dịch mã chủ về biến động, đi xa, thay đổi công việc, làm công việc xa nhà hoặc là xuất ngoại. Tuổi Tỵ có chữ Sửu, ở tháng ngày giờ có chữ Sửu là có sao hoa cái. Sao hoa cái chủ về tài hoa, thông minh, sáng dạ, phù hợp ngành nghề nghệ thuật và mỹ thuật. Đây là một sao rất là tốt. Người tuổi Tỵ khi mua nhà hoặc thuê nhà lưu ý nên tránh đi hướng thân. Thân là một góc trong Tây Nam. Nhà ở hướng thân sẽ phạm vong thần. Vong thần nói về kiện tụng thị phi, ảnh hưởng đến tinh thần, rất là khó để ở. Tỵ là một trong tứ trường sinh. Tỵ là trường sinh của Kim. Tính cách rất là uyển chuyển. Tỵ có khí chất trầm lắng, khiến cho những người giao tiếp cảm thấy họ khó gần. Một số khác, họ rất là thích có nhiều tiền bạc, nhưng lại không thích làm việc cực nhọc. Họ chỉ chọn làm việc nhẹ nhàng. Trong quan hệ tiền bạc, họ không phải là người rộng rãi. Họ thường chi tiêu rất là e dè. Họ luôn thích dành dụm, tích góp để lo nghĩ cho tương lai. Một số khác, tuy đã có tiền nhưng họ luôn suy nghĩ về ngày mai. Đây là nhóm người rất là nhiều tạp niệm, sống hôm nay suy nghĩ nhiều về ngày mai. Với người tuổi Tỵ, đa số tài vận của họ đều hanh thông, nhưng đường tình duyên và gia đạo thì không ít trong số họ khá lận đận và vất vả. Một số nữ tuổi Tỵ đường tình duyên rất là lận đận. Tuổi Tỵ thường có nhà cửa đất đai. Trên quan trường, người tuổi Tỵ khá là thành công, nhưng trên thương trường mới là đất dụng võ của họ. Khi gặp kiện tụng, đa phần họ đều có lợi. Nhưng tuổi Tỵ khi thất vận, rất là khó để vực dậy. Đường tình duyên tuổi Tỵ, nhiều người khi còn trẻ rất là nhiều mối, nhưng càng về sau thì thường là cô đơn. Nữ tuổi Tỵ được trời phú cho vẻ đẹp thanh thoát. Với vẻ đẹp này cộng thân hình thon thả, thường được mọi người chú ý. Đó là lý do tại sao họ luôn rất là nhiều mối theo đuổi. Nữ tuổi Tỵ rất thích làm đẹp, luôn chăm sóc cho vẻ ngoài của mình rất là tốt. Họ hiếm khi ra đường với vẻ ngoài lượm thượm. Khi xuất hiện trước đám đông, họ luôn muốn mình là người xinh đẹp và hấp dẫn nhất. Nam giới tuổi Tỵ, họ có nhiều ước mơ và hoài bão. Họ luôn dành nhiều thời gian cho công việc, vì thế rất là ít thời gian dành cho con cái.
nên họ cần một người phụ nữ đảm đang để lo việc gia đình của mình. Họ luôn phấn đấu đem lại cuộc sống cho gia đình của mình thật là đầy đủ ấm no, lo cho vợ con mình thật là tốt. Người tuổi Tỵ có một sức sống dồi dào và mãnh liệt, họ luôn tràn đầy lòng nhiệt thành, luôn phấn đấu trong cuộc sống. Tuổi Tỵ kết duyên với Dậu và Sửu là một mối lương duyên mỹ mãn. Nhưng kết duyên với Thìn, Ngọ, Mão, Tuất thường là một mối nhân duyên tốt, tuy nhiên không phải là tất cả. Người tuổi Tỵ nên nhớ, nếu sinh vào mùa xuân hoặc mùa hè thường là dư mộc, hỏa và cần kim thủy. Nếu sinh vào mùa thu và mùa đông thường là dư kim thủy cần mộc hỏa. Đây là thuyết ngạ mệnh trong cải vận. Các bạn có thể tham khảo thêm tại trang web phongthuycaitoan.com hoặc là phongthuycaivận.org. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn trên YouTube và Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem.